Trong 8 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản cả nước ước đạt 11,2 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm ngoái, đáng chú ý là xuất siêu 9,1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, chế biến của các doanh nghiệp ngành gỗ, đặc biệt tại khu vực phía Nam, nơi tập trung trên 70% tổng số doanh nghiệp ngành gỗ. Ước tính, hơn một nửa số doanh nghiệp trên khu vực đã dừng hoặc tạm dừng hoạt động. Trong những tháng cuối năm, nếu dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp, thì rất khó để ngành gỗ đạt mục tiêu xuất khẩu 14,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.